Xin được giới thiệu với quý vị các bạn bộ sản phẩm máy trợ giảng không dây hay còn gọi là loa trợ giảng không dây Aporo UHF model là T28 chức năng Bluetooth kết nối không dây và có chức năng dòng này thì đặc biệt là có thêm cái khả năng chống nước IP6 đây là chiếc loa trợ giảng Aporo T28 hàng mới được sản xuất của hàng Aporo này. cầm thì rất là đẹp mặt trước này. về mặt sau này thì dòng Apollo T28 UHF này, thì có hai tông màu, tông màu xanh và tông màu màu đen. Thông số của nó thì là công suất là 40W. Tần số là từ 50 MHz đến 15 kHz. Điện trở là tầm khoảng 3 ohm và đây là khả năng kết nối là tầm khoảng từ 45 dB 600 ohm. Tầm cái khoảng cái... cái dung lượng để mà sử dụng máy nó lên nó chạy ở tầm khoảng từ 8 tới 12 tiếng đấy là được khả năng đó là các bạn sử dụng nhé còn đây về tính mic thì nó chạy tầm khoảng từ 6 tới 10 tiếng đấy. đấy. bên trong mình cũng mỗi hộp của dòng sản phẩm Apollo T28 UHF này. Đấy. bên trong này thì đây là tông màu là tông màu là màu xanh này màu này thì rất là đẹp đấy. mình sẽ cũng để chiếc Apollo T18 T28 sang bên này một tờ hướng dẫn sử dụng của aporo T28 này chống sóc này chọn bộ đi kèm của dòng aporo T28 f thì gồm có một đai điều một cáp sạc dành cho máy trợ giảng này đây là cáp các bạn lưu ý nhé đây là cáp sạc này và nó đặc biệt của nó là nó không có củ sạc đi kèm đây là chọn bộ này. một dây 3.5 hai đầu này và cuối cùng đó là dòng một mic không dây Apollo đây mic này là mic của không dây của Apollo UHF thế hệ mới này thì dòng mic UHF thế hệ mới của Apollo này thì nó rất là hay nhất đó là nó thiết kế theo kiểu là nút mờ này nút um, cộng và nút trừ nó cùng trên một cái vòng tròn này nó tắt bật nó nằm cạnh bên này cái dòng mic này thế hệ mới thì nó cầm rất là chắc chắn này cái chỗ vòng ở đây này, nó có thêm một lớp nhựa này đây các bạn bĩa này nó sẽ cầm nó sẽ cứng cáp hơn so với dòng mic cũ này đây là nút gài và bên trong nó có một bông lọc thay thế cũng như là một cáp sạc này đây sau đây thì mình sẽ hướng dẫn quý vị các bạn cách lắp cái mic này cái mic này thì thường thường là các bạn lấy như này đây nó là như thế này này đây các bạn để như thế này nhé. đây để sau đó cho vào này đây. lắp cái này các bạn cho vào đẩy một cái đây thì cái đây đấy. đấy thế khi các bạn muốn tháo ra thì các bạn cũng đẩy ngược lại cái này ra đấy bây giờ lắp vàng là sử dụng này. đây đây chiếc mic còn bây giờ thì mình sẽ nói về cái dòng Aporo T28 đây là chiếc máy này. mở hộp của sản phẩm bên trong này. thì như mình đã nói là dòng Aporo T28 OHF này thì nó có hai tông màu thứ nhất đó là cái tông màu là màu xanh này. mặt mà trước màu xanh và mà sau màu là màu đen này Tông màu thứ hai đó là tông màu màu đen. Điền hết tất cả. Tông màu, đây là dòng UHF T28. Thì dòng T28 lúc nãy mình đã nói qua về thông số của nó thì nó tông cái dòng này là công suất là lớn nhất với công suất của nó là chạy tầm 40W này. Về mặt trước này. Về mặt trên này thì của nó thì gồm có thứ nhất là, là nút tắt bật và nút chuyển chế độ thì nó cùng trên một cái nút này đây, các bạn lưu ý này khi các bạn bật thì các bạn nhấn ở dưới này các bạn chấn chế độ thì các bạn sẽ nhấn bên trên tiếp theo bên này đó là nút tăng giảm âm lượng này đây nút tăng âm lượng giảm âm lượng nút này là nút ghi âm này nút qua bài này nút bao tạm dừng và chạy này. đây là hai cái đài để điều về cạnh bên trái này thì nó có hai cổng đó là cổng mic và cổng ox thì các bạn muốn sử dụng thì các bạn sẽ phải mở cái này ra đây nó rất là chắc đấy các bạn phải cậy nó ra đấy có hai cổng AUX và mic. Khi các bạn sử dụng cái cổng mic có dây thì các bạn sẽ cắm vào cái cổng trên. Sử dụng cái cổng AUX để kết nối từ điện thoại hay máy tính sang để cắm vào đây thì biến một chiếc loa thành một chiếc loa phát. thì các bạn sẽ cắm vào cổng dưới. Đấy. Khi các bạn không sử dụng này, thì các ta sẽ cho vào, nhấn nó vào. Cho rất là đẹp. đây mặt trước này loa, này. đây là đèn hiển thị này. lát nữa mình bật lên này. về cạnh bên này thì gồm nó sẽ có cái khe cắm sạc này cổng USB và cổng nhét thẻ nhớ. Đây, các bạn mở ra này. Đấy. Và kia, thiết kế hai bên thì trông rất là đẹp. Mình đánh giá rất là cao cái dòng này. Thiết kế đẹp. Nó chạy đầy đủ các chế độ USB, thẻ nhớ, kết nối Bluetooth không dây. Thì sau đây mình sẽ cùng test với bộ sản phẩm Aporo t 28 wf này. Thì khi chúng ta sử dụng này, các bạn sẽ bấm cái nút nguồn này. Giữ để cho thiết bị ok lên này. nó hiển thị là chế độ là UHF này vạch sóng là có bốn vạch trong bốn à, vạch pin thì bây giờ nó hiện tại nó còn hai vạch này. khi nào đầy thì nó sẽ phun đây là các chế độ này M này chế độ chạy thì nhớ này chế độ chạy Bluetooth này chế độ FM này. đây là chế độ UHF để chúng ta sử dụng khi mà sử dụng thì các bạn sẽ bật mic lên. Đấy. Hiện tại đây cái dao UHF này, đây. Đấy. Các bạn muốn đổi tần số của nó này thì các bạn nhấn vào nút M. Này. Đấy. Bấm một cái nút M thôi là nó chạy. Alo alo. Đấy. Loa trợ giảng Apollo T28 UHF. Hàng phân phối độc quyền của công ty thiết bị số BTH. cầm thì nó rất là chắc chắn đẹp đầm tay mic thì còn tai thì mic này thì đeo thì rất là ổn kẹp chắc trên đầu này. micro này không lo các bị gãy này còn bị lên bể xuống này và đặc biệt có dòng T28 này là nó không bị sôi to khả năng của nó là chống sôi nó tốt hơn các dòng T18 hay T30 kết nối bắt rất là xa con này thì nó chạy tầm khoảng các bạn có thể di chuyển nó tầm khoảng từ 450m Vẫn nối bình thường, tín hiệu tu rất là ổn định Và công suất của nó thì rất là to này công suất này. bây giờ mình bật lấy công suất này. Đây, để em Đấy, Hiện tại thì để bên cạnh các thiết bị khác thì nó sẽ bị dò Mình sẽ để âm lượng nó bé xuống một chút lên à, à, Vậy thôi, chúng ta thế là chúng ta sẽ sử dụng được Cái dòng Apollo T28 UHF thế mới Có mic UHF năm 2023 này đầy đủ các chế độ bluetooth không dây thì nhớ usb chế độ aux cắm với dây hàng này thì bên mình bảo hành là 12 tháng và khi mà mua hàng dòng sản phẩm Aporo T28 bên mình thì bên mình sẽ tặng kèm cho khách hàng đó là một chiếc micro có dây loại cúc áo loại quàng tai thì theo nhu cầu của khách hàng và tặng thêm một cái củ sạc rồi củ sạc của dòng sạc cho mic hay là cả sạc cho máy nữa. Đấy là chọn bộ sản phẩm hàng bên mình. Dòng Aporo T28 công suất 40W. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip.